Rồi xa xa cả nhà mình có thấy cái đám siêu nụ bên em về bao nụ không cả nhà? Trời ơi, cây nào cây nấy nụ bây giờ giống như mà trứng cá luôn, rô trên cây hết luôn rồi cả nhà ơi. Vườn mai chích trà bông em xin chào quý anh chị nha. Thì hôm nay thì em về được một cái lô giảo siêu nụ nữa. Hầu như là cái lô siêu nụ này á, cái ngày nào là trong vườn bên em cũng chở ra hết đấy cả nhà. Được rất là nhiều cô chú anh chị mình ưa chuộng luôn. Dễ chăm sóc, hoa thơm nè, và đi bông chùm 100%, và đặc biệt á nó cho hoa ghê lắm cả nhà ơi, rất là to và thơm luôn. Và khi mà nó cho hoa rất là nhiều, đây cả nhà mình nhìn xem cái cây em quay nè, đây nụ trắng giả luôn nha, nụ đeo ghê lắm cả nhà. Nó nếu mà tính về mai vàng thì dòng siêu nụ này chỉ cho hoa là sao tiếng vua thôi cả nhà. Cây là quá trời nụ luôn, coi nè, nó trắng tươi cây mai luôn nha, toàn bộ là nụ luôn. Hàng này em về nhiều lắm cả nhà, đây nè, sáng giới cây mai luôn, cây nào cũng mang nụ quá trời luôn cả nhà ơi. Hàng này em giao lưu 230 một cây nha, chốt một cặp thì còn 400 và được miễn phí vận chuyển, giao hàng trên toàn quốc. Nhận hàng anh chị mình được xem cây thoải mái. Nhà vườn em bán là bảo hành mặt hoa cho mình, bán là đặt uy tín lên hàng đầu, nên cô chú anh chị mình khi mà nhận hàng chúng ta cứ mở ra xem cây ha. Không có gì hết nha cả nhà ơi, 230 một cây nha, 400 một cặp, hàng là em y hình đó, cây đẹp y hình, cây nào là bên em cũng lựa nụ là nhiều như vậy cho mình để năm nay mình chơi tết nha cả nhà. Rồi kế bên đây thì em có một cái lô giảo Phú Tân nữa. Phú Tân á thì dòng này cũng là giảo nhưng mà phơm hoa của nó là phơm tròn nha cả nhà. Đây em sẽ lên cho chúng ta xem một cái mặt hoa nha. Siêu nụ á thì cánh nó nhọn nhưng mà loại này thì phơm nó tròn ha, sai hoa thì cũng tương tự với dòng siêu nụ, cho hoa chùm bông thơm nha. Hàng này thì em uống giáng long cực kỳ đã luôn. Đế thì bao nổi luôn nha, nè già mùa luôn nè, bao nổi luôn. Hàng thì chiều cao tầm khoảng là 50 nha, 50 đi lên. Hầu như là ít có khi nào mà có 40 lắm cả nhà. Lô hàng này là em già mùa không á, liền cốt 100% cho mình luôn nha. Hàng này thì em cũng giao lưu là 230 một cây nha, 400 một cặp và được miễn phí vận chuyển. Chúng ta có thể lấy một cây tiếng một cây Phú Tân hoặc là một cây giảo siêu nụ vô một cặp nha cả nhà ơi. Nếu anh chị nào có thích thì cứ alo hoặc là nhắn tin cho em nha. Đảm bảo là cây em lựa cho đến tay anh chị mình là hài lòng nha cả nhà ơi. Nhận hàng thì cứ kiểm tra cây thoải mái giùm em nha.